Dạ đất Minh Tiến Tiền Giang xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì đây là cái điện máy xanh Bách Quá Xanh Trung An nè anh chị. Bên kia nhà thuốc Long Châu ha. Thì đây là cái khu vực chợ Trung An nha anh chị. Đó, đây là đường Phạm Hùng nha. Hôm nay em giới thiệu anh chị là một cái căn nhà. Ta nói ế quá trễ luôn, giảm giá mấy chục lần luôn mà không ai mua hết trơn á. Thì coi anh chị nào mà có duyên á thì mình mua căn nhà này nha. Thì giá nó khá là mềm nha anh chị. Đó, thì em sẽ hướng dẫn cái đường đi cho anh chị xem trước. Thì đây là đường Phạm Hùng nha anh chị, là trục đường chính của khu công nghiệp Trung An nha anh chị. Hướng này á, là mình đi thẳng á, là mình sẽ tới cái đèn sen đỏ, mình quẹo trái á, thì mình đi đường Nguyễn Công Bình. Thì mình sẽ có là siêu thị Go nha anh chị. Đó, thì còn đi thẳng luôn á thì ra ngay đường Ngô Gia Tự, ngay cụm công nghiệp Trung An ha. Ở đây là dân cư sơm tụ lắm chị. Ở đây thuộc là xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thì em sẽ chạy vô căn nhà cho mình xem nha anh chị. Đó, em sẽ chạy từ cái chỗ Bách Quá Xanh Trung An này vô cho anh chị biết đường đi luôn nha anh chị. Đó, nhà của mình thì ngang 7,5m, dài 15 nha anh chị. Thổ cư chủ quyền nhà đầy đủ luôn. Hướng là hướng chánh nam luôn. Đó, anh chị nào phù hợp với hướng chánh nam mình có thể chọn căn nhà này nha. Đó, thì ở đây thì dân cư rất là đông đúc nha anh chị. Tại nơi đây người ta còn gọi là khu công nghiệp Mỹ Tho đó anh chị. Rồi, bây giờ mình sẽ vào trong nhà nha. Đây mình chạy ngược hướng này. À, hướng này anh chị, cái đường Phạm Hùng này á, anh chị đi thẳng ra là nó sẽ ra cái chỗ quốc lộ 1A nha. Cái chỗ nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang á, có cái cổng chào khu công nghiệp Mỹ Tho đó. Là đây là đường Phạm Hùng nha anh chị, hay còn gọi là đường tỉnh lộ 870B. Đó. Thì đây là đường Phạm Hùng. Bây giờ mình sẽ chạy vào căn nhà của mình nha. Đó. Chạy tới cái ngã ba này á thì quẹo phải là đường Trần Văn Hiển. Đây đường Trần Văn Hiển nè. Đó, mình sẽ đi về trung tâm thành phố Mỹ Tho khoảng 2 cây số theo đường Trần Văn Hiển ha. Nơi đây anh chị nhìn hai bên á là cửa hàng buôn bán kinh doanh rất là đông luôn nha anh chị. Đó, hai bên đường Phạm Hùng nè, cửa hàng buôn bán kinh doanh với lại xí nghiệp công ty rất là nhiều, kho bãi cũng rất là nhiều nha anh chị. Nơi đây là thuộc là Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thì mình chạy thêm một chút xíu thôi. Nói chung là cũng gần chợ lắm anh chị. Cũng gần chợ lắm, và nhà của mình là nhà máy Thái nha anh chị. Nó có rất là nhiều đường vô, nhưng mà em sẽ vô cái đường này cho anh chị dễ đi ha. Đây, vô cái đường này. Đó. Đường này đường bê tông nha anh chị, hẻm bê tông ha. Và nhà của mình thì giảm giá rất là sâu rồi nha anh chị. Nói chung là kinh tế khó khăn đi xuống cho nên là nhà giảm giá sâu là chuyện rất là bình thường. Đây mình quẹo qua trong đây thì nhà dân rất là đông nè anh chị. Đây có chiếc xe ba gác nè. Nói chung đường này xe ba gác đi được, thậm chí là xe 4 chỗ vô được nha anh chị. Thì ở chút xíu nữa em sẽ quay cho anh chị xem là cái nhà em tại đậu xe 4 chỗ nha. Đây, em nhớ là cái căn nhà bên này có xe 4 chỗ nè. Đây phía trước. Đây, cái nhà này em quay chục lần rồi mà không ai mua hết trơn. Đây phía trước nè anh chị. Đó. Trước là có xe 4 chỗ người ta đậu nè. Chiếc này là chiếc Kia Cerato hay gì đó. Đó, xe 4 chỗ vô được nè anh chị, thấy không? Ok. Xe 4 chỗ đi được cái đường này nha anh chị. Nhưng mà em sợ cái xe 4 chỗ không có vô được nhà mình. Tại vì cái nhà của mình thì nó còn quẹo qua một cua nữa. Ủa tới chưa ta? Chưa tới thì tới. Đây, chạy lên phía trước một chút. Nơi đây anh chị nhìn thấy là nhà dân rất là đông nè. Nơi đây là thuộc là ấp 3. Ấp 3, ấp 4, đây em cũng nhớ là những ấp 3. Ấp 3, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Đó. Giờ này chỉ nhớ kém quá lớn tuổi. Đây, tới đây là cái vườn dừa nè. Đường này đường thông nha anh chị. Đường này mình đi thẳng ra công ty Dung Hạnh đó anh chị. Đó, chạy tới đây anh chị, chạy tới đây anh chị thấy chữ nhà trọ tháng của công nhân nè. Đó, nguyên cái dãy nhà trọ nè, anh chị quẹo vô. Ở cái đường này cũng rộng 2,5m nha. Cái dãy nhà trọ này cái đường nó rộng 3-4m nhưng mà vô trong kia là còn 2,5m thôi. Đây, quẹo vô chút xíu à. Cái hẻm này hẻm cục nha anh chị. Đây, cái nhà mình nè. Mật khẩu. Đây, giờ đang gọi ông chủ cái. Đây, trước mắt thì đây là căn nhà của mình nha anh chị. Ngang 7,5m. Máy Thái đẹp lắm. Ngang 7,5m. Sâu vô 15m, thổ cư chủ quyền nhà đầy đủ, sổ hồng riêng luôn. À, đầy đủ hết cho mình rồi, thổ cư hoàn công này nó kia. Đây là cái khu dân cư nha. Đó. Còn cái hẻm cục nha anh chị. Nhưng mà cái mấy anh chị nhìn thấy cái tấm tôn phía trước đó không? Đó là cái mặt tiền đường Phạm Hùng đó anh chị. Đó, tính ra từ đây ra đường Phạm Hùng là nó gần, nhưng mà tại vì đây hẻm cục cho nên mình phải đi vòng cái đường này ra. Rồi, để em xin mật khẩu em vô quay nhà cho anh chị xem ha. Mà trước mắt anh chị xem là cái cổng này. Cổng rào rất là cứng cáp luôn nè anh chị. Đó, cổng rào rất là ok luôn. Ngang 7,5m nha anh chị. Đây. Đó, thấy cái máy Thái không anh chị? Đó. Thôi bây giờ em tạm dừng video, em mở cái cửa này mình vô trong nha.
Rồi anh chị ơi, tiếp tục chương trình nha anh chị ơi. Đó, em mở cửa vô được rồi. Thì cửa rào anh chị nè. Đó, anh chị nhìn thấy cửa rào rất là chắc chắn luôn nha anh chị, rất cao luôn. Thì đây là cái nhà máy thái của mình anh chị. Hướng này là hướng chính nam luôn nha anh chị, hướng chính nam luôn. Rất là phù hợp anh chị nào mà hướng chính nam á. Đây mình còn dư cái sân phía trước nè. Đó. Còn đây là cái nhà máy thái của mình anh chị, điện nước đầy đủ rồi nha. Đó, nhà máy thái rất là đẹp luôn. Nhà này mình sẽ có 3 phòng ngủ nha anh chị. Đây, bước lên đây thì mình sẽ có là đây là cái phòng khách rất là rộng nha anh chị. Tại vì ngang 7,5 m anh chị, cho nên phòng khách mình rộng dữ lắm. Đó, có đèn sẵn cho mình nè. Đó, đèn rồi điện nước là đầy đủ hết cho mình nha anh chị. Nói chung nhà này kêu bán cũng lâu rồi đó, nhưng mà còn mới lắm, mới đây à, chưa ai vô ở luôn nha anh chị. Đó, nhưng mà ế hay sao tình hình kinh tế khó khăn cho nên là còn ế tới bây giờ. Đây, gạch là sử dụng gạch bóng kính nha. Đây là phòng ngủ đầu tiên của mình. Phòng ngủ đầu tiên của mình là có cửa sổ nhìn ra cái sân nè. Đó, đèn là đầy đủ hết luôn nè anh chị. Đó, rất là đẹp luôn. Nói chung nhà mới anh chị. Còn chỗ này là chỗ lắp máy lạnh của mình nè. Đó, đầy đủ hết cho mình, đèn ngủ này nó kia hết luôn. Bên hông bên đây là thêm một cái nhà ngồi phòng ngủ nữa nè. Đó là hai phòng ngủ bên này ha, cũng y vậy luôn, cũng có đèn ngủ và có hệ thống điện âm tường hết cho mình nha anh chị. Đó, rồi tường này cao 1,5 m nè. Đó, cái ốp tường cao 1,5 m rất là sạch sẽ cho mình luôn. Còn đây là cái phòng ngủ thứ ba của mình. À, khu vực phòng ngủ thứ ba của mình, thì phòng ngủ thứ ba của mình anh chị thì sẽ có nhà tắm toilet trong phòng nha. Đó, rất là đẹp nha anh chị. Đó, đèn ngủ này nó kia. Còn nhà đây là nhà tắm toilet trong phòng ngủ thứ ba của mình, có nhà tắm toilet dồi sen đầy đủ hết luôn, có hút hút gió nè anh chị, có hút không khí đem ra ngoài cho mình đàng hoàng. Đó, trần là trần thạch cao. Rồi, đây là khu vực bếp cũng như là sinh hoạt chung của mình. Bếp của mình thì mình giấu dưới này nha anh chị. Đó, phong thủy là anh chị an tâm nha. Cái nhà này thì phong thủy rất là ok nha anh chị, hướng chính nam luôn. Đây là mình đặt cái bộ bàn ghế ăn đây. Đó, đây là tủ bếp trên, tủ bếp dưới của mình đầy đủ nha anh chị. Ở chỗ này mình rửa chén nè, nước thì chảy ầm ầm luôn. Đó, tại vì đây là thành phố Mỹ Tho đó anh chị, với lại là trục đường nước chính á, cho nên là nước chảy rất là mạnh nha anh chị. Còn đường ống nước thoát nước á, là có đầy đủ hết cho mình. Thoát nước mình sẽ thoát ra cống nha anh chị. Đó, đây là cái sàn nước của mình nè. Chỗ này là chỗ mình lắp cái máy giặt nè. Đó, có đi đường ống sẵn cho mình rồi, anh chị yên tâm nha. Rồi, bên đây là cái lavabo ha. Đó, đó, nước chảy ầm ầm luôn. Đó, nước chảy mà anh chị. Điện nước là đầy đủ, dân cư là hiện hữu, sổ hồng riêng nha anh chị. Nói chung là ế quá trời ế. Ngang 7,5 m nha, ngang 7,5 m, sâu vô 15 m. Thổ cư, chủ quyền nhà cấp 4 cho mình đầy đủ luôn, công chứng ngay luôn nha anh chị ơi. Giấy tờ là hợp lệ hết. Đây là cái nhà tắm toilet chung nha. Nhà mình hai nhà tắm toilet nha anh chị. Đó, và trên này là cũng có cái máy hút sẵn cho mình luôn nè. Đó, gần chợ, gần chợ, gần trường học. Tại vì ngay cái chợ đó là ngay chợ Trung An, là ngay chỗ đó là trường học Trung An, tiểu học Trung An, cũng như là công an xã, ủy ban xã Trung An ở đó luôn. Đó, nhà thì đẹp, nói chung nhà đẹp, giá hợp lý lắm rồi. Tại sao em gọi là giá hợp lý? Tại vì là với cái nhà máy thái mà ngang 7,5 m này là hiếm lắm. Ở Trung An này khó kiếm được căn nào ngang 7,5 m lắm anh chị. Thứ nhất là chiều ngang nó có. Thứ hai nữa là lúc trước kêu là 1,6 tỷ. Em đang lâu lắm rồi, 1,6 tỷ. Giảm bây giờ chỉ còn có 1,45 tỷ thôi. Đó, 1,45 tỷ nha anh chị. Đó, mà giá này là giá em cũng đăng rồi. Nhưng mà bây giờ tại thời điểm này thì anh chủ thì cứ kêu em đang là 1,45 tỷ, nhưng mà hợp chất ra anh chị cứ đến đây, tại vì gửi mấy bạn môi giới ai cũng đang 1,45 tỷ hết, thì bây giờ em đang cái giá thấp hơn thì nó kỳ lắm. Thì anh chị nào mà thiện chí mua đó, thứ nhất mà mình thấy mình đến mình xem, và sau đó mình sẽ thương lượng trực tiếp với anh chủ nhà này luôn nha anh chị ơi. Đó, nhà này hướng chính nam và nhà thì hoàn thiện cũng khá là ok nha anh chị. Mình thương lượng thêm với anh chủ đi, anh chủ còn bớt cho mình, anh chị yên tâm. Đó, còn bớt cho mình nữa. Nói chung là giá sẽ rất là hợp lý rồi, anh chị yên tâm nha. Ngang 7,5 m luôn, về nội thành phố Mỹ Tho 2 cây số. Đó, đây là trong khu công nghiệp Mỹ Tho nè, nhà dân đông nè, rồi đi về những cái như là siêu thị nè, khu công nghiệp nè, còn ra quốc lộ nè, trời ơi quá trời đã luôn. Nó chỉ có một cái nhược điểm là cái đường có 2,5 m thôi nha anh chị. Đường 2,5 m này thì ô tô mình vô cũng khó lắm chị. Này em nói thiệt, có sao em nói vậy thôi. Cái đường phía ngoài này á, ngay cái chỗ giải trọ thì 4 chỗ nó vô được, còn vô tới đây thì nó hơi khó nha, không biết sao quay đầu. Nhưng mà chắc Kia Morning này, nhỏ nhỏ chắc đi được. Đây, quay cái đường đi phía ngoài cho anh chị xem. Đó, đường này, cái đường này em đo rồi 2,5 m. Nếu mà Kia Morning thì vô được nha.
Kia mua nên vô được, mà vô được tới đây thôi, còn dòng dòng xe quay đầu thì chưa biết, chắc quay đầu ở đây được đó. Đó thì xe 4 chỗ đó kia, Kia mua nên thì vô tới đây, nhưng mà cũng có thể nha, cũng có thể là 4 chỗ vô tới đây đó, nhưng mà vô tới đây rồi sau ra chắc quay đầu trên này quá. Được cái nhà mình nè, thềm cao lắm chị, đó nhà mình là thềm cao hơn mặt đường đó, cho nên chị yên tâm nha. Đó nhà thì đẹp đẽ như thế này luôn, trời ơi quá trời đẹp luôn, nhà mà kiểu máy Thái nhưng mà ngang 7,5 m là quá trời đã luôn rồi. Anh chị nào muốn mua cái lô trực tiếp thì em nha, giá này 1.450.000 nhưng mà còn thương lượng gặp anh chủ nói chuyện riêng nha anh chị, đảm bảo anh chị luôn, giá hợp lý lắm. Dạ rồi, dạ em chào tạm biệt anh chị, hẹn gặp lại anh chị mình vào những video tiếp theo ạ.